Thưa quý vị và các bạn, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với 10 chương 218 điều được đánh giá là chứa đựng nhiều điểm đột phá có tác động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư. Luật Doanh nghiệp năm 2020 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trên thị trường cả ở góc độ doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Trong chương trình hôm nay, hộp thư truyền hình đã mời tới trường quay ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và luật sư Trần Trung Kiên, công ty luật trách nhiệm hữu hạn SB Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để cùng trao đổi xoay quanh vấn đề này. Cuối chương trình là mục góc tư vấn. Với mục tiêu tháo dỡ rào cản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng gia nhập thị trường và phát triển bền vững, Luật Doanh nghiệp 2020 được nâng cấp và sửa đổi vừa theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, vừa loại bỏ những nội dung đã cũ, lỗi thời, không tương thích. Tôi cho rằng Luật Doanh nghiệp mới là một tin mừng đối với đất nước chúng ta. Nó khiến cho những cái lực lượng quan trọng nhất để sản xuất ra của cải vật chất, khiến cho đất nước ta thịnh vượng, nó sẽ được thuận tiện hơn. Luật Doanh nghiệp mới 2020 đã có một bước tiến nhảy vọt, giảm thiểu rất nhiều các văn bản, giấy tờ, giấy phép con. Luật mới với sự mở mang của tư duy của những nhà lãnh đạo, cũng như là sự bắt kịp với các tập quán kinh doanh thương mại cũng như là các điều quốc tế. Luật Doanh nghiệp có nhiều thay đổi quan trọng và dự kiến sẽ tác động tích cực đến việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư. Luật Doanh nghiệp 2020 cắt giảm các thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Thứ hai là nâng cao mức độ bảo vệ các nhà đầu tư theo chuẩn mực và các thông lệ quốc tế. Thứ ba là thúc đẩy phát triển thị trường vốn, làm đa dạng cái thị trường này lên và làm thúc đẩy cho cái việc sản xuất và đầu tư kinh doanh. Bốn là tạo thuận lợi cho tổ chức và mua bán doanh nghiệp, đảm bảo nó tương thích với luật cạnh tranh 2018 và còn rất nhiều các điểm mới khác nữa. Các quy định mới trong Luật Doanh nghiệp được coi là tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư kinh doanh nói chung. Luật Doanh nghiệp 2020 khắc phục những cái rườm rà trước đây. Ví dụ nhà nước thống nhất để cho doanh nghiệp tự khắc dấu tại cái địa điểm cái nơi có khắc dấu theo cái mình quy định cái loại dấu nào, kể cả cái chữ ký là khắc dấu thì cũng là tự đấy. Luật lần này thì bao trùm vào, nó có một số liên kết chặt chẽ với các luật khác, tạo ra một cái tâm lý là sống và là thực hiến pháp và pháp luật đối với mọi người. Thì cái đó là tôi thấy rất là quan trọng. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn ông Phan Đức Hiếu và luật sư Trần Trung Kiên đã dành thời gian tới tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Phan Đức Hiếu, là thành viên ban soạn thảo Luật Doanh nghiệp năm 2020, xin ông cho biết luật lần này được soạn thảo dựa trên nguyên tắc và mục tiêu nào ạ? Lần này Luật Doanh nghiệp là chủ động sửa đổi để cập nhật với lại các cái nguyên tắc và thực tiễn quốc tế tốt. Quốc hội và Chính phủ là chủ động nâng cấp cái luật theo các cái chuẩn mực của quốc tế và chuẩn mực tốt của khu vực. Đồng thời với việc đó thì chúng ta cũng là sửa Luật Doanh nghiệp để đảm bảo những cái nội dung nó không còn phù hợp, không còn tương thích. Có hai mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất đó là tiếp tục trao quyền cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong cái việc thành lập doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Thế thì đây là cái mục tiêu mà nó xuyên suốt cái Luật Doanh nghiệp này trong suốt 20 năm qua. Vâng. Nhưng có một cái mục tiêu lần này đặt ở một cái mức độ cao hơn rất nhiều, đó là hướng đến cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp dễ dàng trong gia nhập thị trường nhưng phải là phát triển bền vững. Thì cái mục tiêu đó là nâng cao cái khung khổ quản trị doanh nghiệp, hướng đến cái bảo vệ nhà đầu tư và tạo ra cái mức độ an toàn nhất cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta biết là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Với những mục tiêu mà ông vừa nêu thì luật lần này đã có thay đổi quan trọng nào mà theo bản thân ông sẽ tác động tích cực đến việc hình thành phát triển doanh nghiệp cũng như là thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế ạ? Luật Doanh nghiệp năm 1999 ấy, vâng, thì chúng ta thấy là có một cái bước gọi là đột phá trong lịch sử về cái cải cách về gia nhập thị trường. Đó là cắt giảm thời gian thành lập doanh nghiệp từ 1 năm, 2 năm mới được thành lập doanh nghiệp trước đó xuống còn 30 ngày. Tức là một cái thời gian, nó là một cái cải cách rất đột phá. Nhưng lần này thì Luật Doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạo thuận lợi cho cái gia nhập thị trường, nhưng
có lẽ rằng là cái dư địa nó không nhiều. Nhưng hiện tại thì vẫn bãi bỏ một số những cái thủ tục hành chính. Từ đấy ví dụ như tí nữa chúng ta trao đổi sâu thêm, ví dụ như cái thủ tục về thông báo mẫu dấu là thủ tục một trong những thủ tục hành chính trao quyền cho doanh nghiệp. Nhưng cái hướng đến như tôi vừa nói, mục tiêu trọng tâm của sửa luật lần này là nâng cao cái mức độ bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy cái quản trị tốt. Nếu như doanh nghiệp mà thiết lập cái quản trị tốt ấy, thì nó có rất nhiều cái ý nghĩa cho về mặt lâu dài. Cái thứ nhất là nó có thể giảm thiểu tranh chấp nội bộ và như vậy doanh nghiệp hoạt động ổn định hơn. Cái thứ hai là quản trị tốt là nó là một yếu tố để đo lường cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và như vậy thì họ có thể cạnh tranh tốt hơn đối với doanh nghiệp khác và đối với doanh nghiệp trong khu vực. Và cái điều đặc biệt quan trọng là điều gì khiến cho chúng ta phát triển được thị trường vốn. Vốn, thị trường vốn ở đây là nói đến cái thị trường thay thế cái thị trường vốn truyền thống là vay ngân hàng. Nếu như quản trị tốt đồng nghĩa với việc là nâng cao cái mức độ bảo vệ cho nhà đầu tư. Thì như vậy nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn khi đầu tư vào trong doanh nghiệp. Và như vậy họ yên tâm hơn và họ luôn luôn chờ đợi đầu tư vào trong doanh nghiệp thì có cái lợi cho doanh nghiệp. Đó là một cái nguồn vốn có thể sử dụng lâu dài. Và như vậy luật doanh nghiệp hướng đến cái việc nâng cao cái mức độ bảo vệ nhà đầu tư và an toàn cho nhà đầu tư thì rõ ràng là cái tác động lớn nhất là sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm một cái kênh để huy động vốn hoạt động một cách lâu dài ổn định để bổ sung cho những cái nguồn vốn truyền thống. Luật doanh nghiệp lần này đã cắt giảm bãi bỏ một số thủ tục hành chính không cần thiết và được kỳ vọng là tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu số thay cho dấu truyền thống. Việc bãi bỏ đăng ký mẫu dấu ảnh hưởng thế nào đối với doanh nghiệp? Câu hỏi này xin được hỏi luật sư Trần Trung Kiên ạ. Theo tôi đánh giá đó là một bước đột phá của luật doanh nghiệp. Thứ nhất, đối với doanh nghiệp thì nó đã cắt bớt đi một cái thủ tục hành chính không cần thiết. Cái thứ hai, doanh nghiệp sẽ có quyền chủ động hơn trong việc cái quyết định cái mẫu dấu phù hợp với cái nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là cái định vị thương hiệu của doanh nghiệp ở trên thị trường. Và điều thứ ba thì theo tôi thì cái việc mà bãi bỏ mẫu dấu này nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp hòa nhập tốt hơn trong cái nền kinh tế số công nghệ 4.0. Trên thực tế hiện nay trong các cái giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau, đặc biệt là đối với những cái đối tác nước ngoài, thì cái việc mà sử dụng mẫu dấu nó hầu như là không nhiều, mà đa số sẽ chủ yếu sử dụng các cái chữ ký số hoặc là những cái giao dịch thông qua các cái phương tiện điện tử. Việc mà bãi bỏ mẫu dấu, cái thông báo mẫu dấu thì nó cũng chưa tác động nhiều rõ rệt đến cái hoạt động của doanh nghiệp, bởi vì trong cái nhận thức của đa số mọi người ở tại Việt Nam, con dấu nó là một cái dấu hiệu bảo chứng cho cái tính trung thực cũng như là cái tính pháp lý của các cái tài liệu ở giao dịch trong kinh doanh. Tôi kỳ vọng rằng trong tương lai thì khi mà đồng thời với cái việc rất là nhiều các cái thủ tục hành chính ở Việt Nam chấp nhận cái việc nộp thực hiện thủ tục hành chính thông qua cả phương tiện trực tuyến, không yêu cầu các cái bản giấy nữa, thì cái thói quen mà yêu cầu là sử dụng dấu ở trong các cái văn bản nó sẽ dần dần nó sẽ ít đi. Vâng, thưa luật sư Trần Trung Kiên, luật doanh nghiệp năm 2020 cũng được đánh giá là có nhiều thay đổi về khuôn khổ quản trị công ty cũng như là tăng khả năng bảo vệ quyền cổ đông và nhà đầu tư, qua đó thì tăng năng lực cạnh tranh và huy động vốn của doanh nghiệp. Ông có bình luận gì về vấn đề này và điểm mới về quản trị doanh nghiệp cụ thể là gì thưa ông? Luật doanh nghiệp năm 2020 đã có nhiều quy định giúp cho doanh nghiệp có cái sự linh hoạt hơn rất là nhiều ở trong cái việc mà quyết định cái phương thức huy động vốn và cũng như là bảo vệ các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư nhỏ, các cổ đông nhỏ. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định đối với những cái nhóm cổ đông nhỏ có từ khoảng từ chiếm từ 5% cổ phần trở lên là đã có quyền yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông. Với những cái nhà đầu tư nhỏ là đã bắt đầu có tiếng nói hơn trong cái doanh nghiệp mà họ chiếm cổ phần. Và cái thứ hai nữa là đã có những cái quy định rất là cụ thể tạo quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp trong cái việc mà quyết định cái phương thức phát hành cổ phần riêng lẻ cũng như là quyết định các cái phương thức để mà tiến hành huy động vốn thông qua cái hình thức là phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã không khống chế cái thời gian để tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Trước đây thì việc tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên nó bắt buộc là phải thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu năm tài chính. Thế nhưng mà đối với luật doanh nghiệp năm 2020 thì cái việc bỏ cái thời hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông đã bỏ hẳn quy định yêu cầu bắt buộc đó, mà nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của doanh nghiệp.
Một trong những điểm đáng chú ý của luật doanh nghiệp 2020 là đã chính thức loại bỏ hộ kinh doanh ra khỏi sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp để xây dựng một luật riêng. Đồng thời, để đảm bảo tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, chính phủ có thể hướng dẫn đăng ký và hoạt động cho đối tượng này. Số lượng hơn 5 triệu 500 nghìn hộ kinh doanh thì cái lực lượng này mạnh lắm, nó gấp 6 lần các cái doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động. Có một cái cơ chế riêng, có một hành lang pháp lý riêng, hay nói cách khác là ban hành luật và hộ kinh doanh thì cái lời là rất hay. Nhưng tất nhiên để một cái hộ luật, cái hộ ấy đi vào cuộc sống và có hiệu quả thì trong cái giai đoạn quá độ này thì nhà nước phải tăng cường công tác quản lý, giám sát rất chặt chẽ cái hoạt động này để đi họ đúng hướng và làm ra có hiệu quả nhất. Bên cạnh những ưu việt của luật lần này, vẫn còn đây đó một số khó khăn, trở ngại có thể lường trước. Thủ tục thì chỉ cần làm qua mạng, nó có những cái mà bất cập khiến cho rất là nhiều doanh nghiệp khó khăn. Khi quy định rằng là các doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ cần nộp qua mạng, mặc dù không đối chạm với cả những các chuyên viên ở các sở cơ đầu tư, các phòng kinh doanh, cơ mà cái vấn đề ở chỗ là khi mà bị sai hay là thiếu sót ở hồ sơ thì phải lại quay lại từ đầu. Thì trước đây thì phải đến 7 ngày, nhưng mà nay nếu mà sai một lần thì lại gấp lên thành mấy lần. Luật doanh nghiệp 2020 tại phần tài sản góp vốn thì chưa quy định hay là chưa sửa đổi quá là rõ ràng, đơn cử trong quá trình thực hiện, đôi khi thì chúng tôi sẽ có những cái thỏa thuận với nhau về việc sẽ đóng góp công sức để thành lập doanh nghiệp. Thì theo tôi thì cái phần đóng góp công sức của chúng tôi này cũng được coi là một loại tài sản góp vốn vào doanh nghiệp. Và cái phần này tôi nghĩ rằng là trong luật doanh nghiệp cần phải nêu quy định rõ ràng hơn nữa về cái vấn đề công sức có phải là một loại tài sản vốn góp hay không. Để luật không chỉ tồn tại trên giấy mà có thể đi vào cuộc sống, thúc đẩy quá trình phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật là vô cùng cần thiết. Tự thân các chủ doanh nghiệp, ngoài cái chuyên nghề, chuyên ngành mà mình kinh doanh ra, những cái sản phẩm dịch vụ hàng ngày của mình ra thì họ cần phải quan tâm thêm đến các vấn đề về luật doanh nghiệp, khiến họ phòng ngừa các rủi ro cũng như là biết ở đâu là những cái thuận lợi của mình để tấn công vào các mảng đấy và lấy được cái ưu đãi của nhà nước. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã có những đổi mới gì để thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh? Câu hỏi này thì xin được dành cho ông Phan Đức Hiếu ạ. Một trong những cái mục tiêu của luật doanh nghiệp là thúc đẩy cái quản trị tốt. Cái thứ nhất là quản trị tốt thì nó sẽ tạo ra cái độ an toàn cho nhà đầu tư. Và cái thứ hai là tạo ra cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn so với doanh nghiệp khác. Tỷ lệ ROE, ROA nó đều cao hơn những cái công ty bình thường. Như vậy một nhà đầu tư có thêm một kênh để họ quyết định cái đầu tư của mình. Thế thì đầu tư vào doanh nghiệp nếu cái quản trị tốt nó trở nên hấp dẫn hơn ở hai khía cạnh. Cái thứ nhất là họ vẫn có thể có cái cổ tức tương tự như một cái lợi nhuận của ngân hàng. Rất nhiều doanh nghiệp thậm chí còn chưa cao hơn. Nhưng cái nhà đầu tư vào trong doanh nghiệp bằng thông qua mua cổ phần ấy, thì họ còn có thể có những cái chênh lệch rất lớn khi mà cái giá cổ phần nó tăng. Và như vậy thì họ có thể gọi là lợi ích kép. Và như vậy thì doanh nghiệp nếu với quản trị tốt nó trở thành một cái công cụ hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư. Và như vậy nó tạo ra một cái thị trường vốn. Cái thứ hai là có một cái nội dung rất trực tiếp của luật doanh nghiệp lần này là có hai điểm. Điểm thứ nhất là luật doanh nghiệp lần này quy định một cách tiếp cận hoàn toàn mới về cái gọi là thị trường vốn trái phiếu cho doanh nghiệp. Thì trước và cái này thì theo quy định của luật doanh nghiệp mới thì doanh nghiệp có quyền phát hành trái phiếu riêng lẻ, mà nó hoàn toàn thay đổi cách tiếp cận so với trước đây. Là trước đây chúng ta đặt rất chặt cái điều kiện đầu vào để phát hành trái phiếu, ví dụ như là không được phát hành quá mức vốn chủ sở hữu bao nhiêu lần, hay là các thời hạn phát hành trái phiếu phải cách nhau bao nhiêu lần, thì nó hạn chế rất nhiều cho doanh nghiệp trong cái việc huy động vốn và cả cái nhu cầu của nhà đầu tư. Thì nay những cái điều kiện đấy được bãi bỏ. Vâng. Như vậy có lẽ rằng là cái việc quan trọng nhất của phát hành trái phiếu là thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, và như vậy để tạo ra một cái sân chơi nó thực sự là thị trường hơn. Tuy nhiên chỉ có cái hạn chế đối với trái phiếu riêng lẻ hiện nay là chỉ được phát hành cho các nhà đầu tư là tổ chức và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Như vậy nó chúng ta hình dung ra cái sân chơi trái phiếu bắt đầu chuyên nghiệp hơn và thị trường hơn. Vâng. Và cái thứ hai trong cái về thị trường trái phiếu nó còn có một cái điểm, đó là luật đầu tư lần này đưa ra một cái định chế rất mới, hoàn toàn mới ở Việt Nam, đó là cái chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Đây là một cái công cụ, người ta gọi là một cái công cụ, giống như nó không hẳn là chứng khoán phái sinh, nhưng nó là một cái công cụ để cùng với cổ phiếu
để có thể để cho các nhà đầu tư đa dạng cái công cụ lựa chọn trong cái việc góp vốn vào doanh nghiệp. Thế như vậy doanh nghiệp hiện nay nhà đầu tư có thể có 3 cách để góp vốn vào doanh nghiệp. Thứ nhất là mua cổ phần, thứ hai là mua trái phiếu và thứ ba là mua cái chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Thì như vậy rõ ràng những cái thay đổi của luật doanh nghiệp theo tôi lần này, đây là 3 cái thay đổi hoàn toàn có tác động dự kiến là rất lớn đến cái phát triển thị trường vốn thay thế cho cái thị trường vốn truyền thống. Trên thực tế thì có thể do thiếu hiểu biết pháp luật mà các cổ đông của công ty đều không góp đủ số vốn điều lệ đã cam kết. Hệ quả mà công ty sẽ gặp phải ở đây trên thực tế là gì? Theo quy định của luật doanh nghiệp ấy, thì trong thời hạn 90 ngày thì các cái cổ đông cũng như là thành viên góp vốn là bắt buộc sẽ phải góp đầy đủ cái số vốn mà đã cam kết. Và nếu như mà hết 90 ngày mà doanh nghiệp không thực hiện góp đủ số vốn đã cam kết thì sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục giảm vốn. Tuy nhiên ở trên thực tế thì có rất nhiều trường hợp là đã hết 90 ngày doanh nghiệp không thực hiện cái việc mà thông báo đăng ký giảm vốn. Có những doanh nghiệp sau đấy là đến 4-5 năm sau khi mà có các cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc là các cái quỹ đầu tư vào kiểm tra khảo sát doanh nghiệp thì mới nhận phát hiện ra là trong quá trình thành lập doanh nghiệp là doanh nghiệp đã không thực hiện góp đủ vốn. Và doanh nghiệp sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ở trong việc là xác định lại cái tính hợp pháp, hợp lý của những cái văn bản nghị quyết trước đó đã ban hành đối với những cái được biểu quyết bởi những cổ đông đã không góp đủ vốn hoặc là không tiến hành góp vốn. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các cái khoản nợ của doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau khi mà tiến hành giảm vốn thì sẽ như thế nào? Nếu như nhà đầu tư không trung thực trong việc góp vốn thì có hai cái chế tài mà luật doanh nghiệp đã quy định để đảm bảo cái việc cái nguyên tắc này ra tạm gọi là thúc đẩy sự trung thực cẩn trọng của doanh nghiệp. Cái thứ nhất là trong luật doanh nghiệp nó có chế định nếu như anh cam kết góp đủ vốn thì anh được hưởng một cái chế độ ta gọi là trách nhiệm hữu hạn. Có nghĩa là rủi ro của anh ta chỉ giới hạn trong cái phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp. Nhưng nếu như anh cố tình không trung thực trong việc góp vốn thì luật doanh nghiệp có một cái quy định là xóa bỏ cái chế độ trách nhiệm hữu hạn. Vậy những cái người góp vốn mà không góp đủ vốn, không trung thực thì thay vì tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp thì anh phải chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới đối với các cái khoản nợ của doanh nghiệp nếu như anh không trung thực. Đây là một cái chế tài rất lớn mà tôi tin rằng là rất nhiều doanh nghiệp không ý thức được việc đó. Và cái chế tài thứ hai là nếu như anh không trung thực trong việc góp vốn thì cái rủi ro cho bản thân doanh nghiệp là rất lớn. Bởi hai yếu tố, một là theo luật doanh nghiệp nếu anh không góp vốn mà anh ghi là góp vốn thì anh là đương nhiên không phải là cổ đông hay là thành viên của công ty. Thậm chí đã có những trường hợp là doanh nghiệp hoạt động không góp vốn và vẫn hoạt động có lãi. Khi phát hiện ra là anh không góp vốn thì toàn bộ cái khoản lãi và lợi ích đấy của doanh nghiệp anh đã nhận thì buộc phải hoàn trả lại. Thưa ông Phan Đức Hiếu, cái việc mà mua bán sáp nhập doanh nghiệp không còn gì xa lạ trong giới doanh nghiệp rồi. Vậy thì đối với luật doanh nghiệp năm 2020 đưa ra những giải pháp gì cho hoạt động tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp ạ? Luật doanh nghiệp lần này thì cũng ý thức được cái xu hướng là mua bán sáp nhập sẽ trở thành một cái hoạt động đầu tư mà sẽ phổ biến. Khi mua lại doanh nghiệp thì cái lợi ích lớn nhất là nhà đầu tư chờ đợi một cái sự kế thừa hoàn toàn các cái quyền hay là các cái thương quyền mà cái doanh nghiệp đang có, mà không phải làm lại các thủ tục hành chính hoặc xin giấy phép từ đầu. Bởi vì nếu như họ buộc phải làm lại các thủ tục hành chính hoặc xin giấy phép ngay từ đầu thì rõ ràng là cái thời gian rất phức tạp và cái rủi ro rất lớn, nên họ thường là quyết định đến việc mua lại để đảm bảo cái việc gia nhập thị trường nhanh nhất. Cái thay đổi lớn nhất của luật doanh nghiệp lần này là quy định khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp thì những cái doanh nghiệp mà tiếp nhận hoặc những doanh nghiệp mà mua lại là đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước. Có nghĩa rằng cái từ đương nhiên ở đây có nghĩa rằng là không phải làm thủ tục hành chính để xin lại giấy phép. Nếu có chỉ là cái ghi nhận lại cái chủ sở hữu, cái gọi là cái người mà được cấp phép. Nhưng lần này luật doanh nghiệp bổ sung một cái quy định rất rõ thì như vậy. Đây là cái mà tôi đánh giá là nó sẽ có một cái tác động lớn nhất đến cái thúc đẩy hoạt động này. Có thể nói là luật doanh nghiệp năm 2020 có nhiều điểm đột phá, có tác động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư. Vậy thì theo ông Trần Trung Kiên, luật doanh nghiệp năm 2020 còn những trở ngại nào hay không? Và làm thế nào để luật doanh nghiệp thật sự phát huy hiệu quả? Theo như chúng tôi nhìn thấy thì hiện tại đối với những công ty cổ phần loại nhỏ có dưới 11 cổ đông là không có yêu cầu về thành lập ban kiểm soát. Thì đối với những công ty cổ phần như vậy thì yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải trong hội đồng quản trị phải có một cái thành viên hội đồng quản trị độc lập và phải có một cái gọi là ban kiểm toán nội bộ ở trong doanh nghiệp. Thế nhưng có rất nhiều doanh nghiệp, công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông thì gần như không hề tồn tại cái gọi là cái ban kiểm toán nội bộ, cũng như là cái cũng không hề có thành viên quản trị độc lập. Những cái cổ đông nhỏ họ rất là yếu
các cái quyết định nội bộ ở trong doanh nghiệp gần như là phụ thuộc rất nhiều vào cái quyết định chủ quan của những cái cổ đông lớn cũng như là tổng giám đốc. Đối với cái những cái doanh nghiệp mà không thành lập cái ban kiểm toán nội bộ hoặc là cái không có thành viên hội đồng quản trị độc lập thì cũng không có một cái chế tài cụ thể nào. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì chính phủ nên có cái nghị định bổ sung thêm cái biện pháp chế tài đối với những cái trường hợp như vậy. Ít nhất là tôi nhìn thấy có 3 thách thức để cho những cái mục tiêu và những cái tác động điểm mới của luật doanh nghiệp. Tôi cho rằng là luật doanh nghiệp đã được cải cách theo cái xu hướng là giảm bớt cái sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động quản trị nội bộ và trao quyền cho doanh nghiệp. Thế thì cái này nó có 2 cái tác động. Thứ nhất là nếu như bản thân doanh nghiệp không tự ý thức được cái việc đó, tức là không tự tìm hiểu, thì bản thân doanh nghiệp không có được những cái tác động thực tế. Và nó lại là nguồn cơn của rất nhiều những tranh chấp nội bộ. Tôi lấy ví dụ rất nhiều những doanh nghiệp tranh chấp nội bộ do họ không tự tìm hiểu luật doanh nghiệp, dẫn đến cái việc điều hành trong doanh nghiệp hay thực hiện cái quyền của mình không đúng luật, tuân thủ luật, nó dẫn đến tranh chấp. Và như vậy thì cái việc, và tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều chủ doanh nghiệp, ở đây cũng nói thẳng là rất nhiều người đã từng là giám đốc, thành viên hội đồng quản trị nhưng chưa một lần đọc luật doanh nghiệp. Và như vậy luật pháp có ban hành thêm hay là có ban hành dài nữa thì nó cũng chỉ là luật trên giấy, và đây, và cái lợi ích của họ bị trực tiếp vi phạm. Nhưng cái thách thức thứ hai thế này là khi chúng ta luật doanh nghiệp là có ý tưởng là thúc đẩy quản trị tốt, nhưng nếu như bản thân các cổ đông lớn, các người quản lý doanh nghiệp không mong muốn điều đó thì rõ ràng là không, chúng ta không có quản trị tốt. Tôi lấy ví dụ phần lớn các doanh nghiệp, mặc dù có một cái điều lệ do luật sư soạn ra tương đối đúng theo cái luật doanh nghiệp, nhưng cái cách thức điều hành hoàn toàn là, tôi tạm gọi là theo thói quen, hoàn toàn là gia đình, hoàn toàn là mang trên quan hệ gọi là bạn bè. Thế như vậy thì không phải là một cái khu vực quản trị tốt. Thậm chí cái người mà vẫn còn giữ nguyên cái thói quen đấy thì thậm chí lại coi luật doanh nghiệp là một trở ngại, vì họ lại phải thực hiện rất nhiều những cái ràng buộc pháp lý. Và như vậy thì tôi khuyên là các nhà đầu tư ở đây là những trước khi góp vốn vào một doanh nghiệp thì nên có những cái xem xét đánh giá rằng thực sự doanh nghiệp này có thiết lập một cái khung khổ quản trị tốt không, nên có một cái nhìn nhận đánh giá để bảo vệ các khoản đầu tư của ta, thì đó mới là cái sức ép mà buộc doanh nghiệp không muốn thay đổi cũng phải thay đổi để cạnh tranh với lại các doanh nghiệp khác. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Đức Hiếu và luật sư Trần Trung Kiên đã dành thời gian tới tham gia trao đổi và bình luận trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, với những thay đổi đột phá cả ở góc độ doanh nghiệp và quản lý nhà nước, luật doanh nghiệp năm 2020 hứa hẹn sẽ gặt hái những kết quả tích cực. Chúng ta có quyền chờ đợi những tín hiệu vui từ những cải cách này. Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục góc tư vấn. Xin chào luật gia, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn với Đài Truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết những quy định của pháp luật hiện hành, trong trường hợp nào thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gây ra, và trình tự thủ tục, thời hạn, thời hiệu ban hành quyết định khắc phục hậu quả này được quy định như thế nào, thưa ông? Trong cái trường hợp mà xây dựng vi phạm á, không có giấy phép xây dựng chẳng hạn, cái người xây dựng trái phép hay là nói cái chủ đầu tư đó là phải khắc phục hậu quả ngay. Và đã quy định là tại các cái điều 6 và điều 12. Nhưng mà và là quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, điều 15 của cái nghị định 139/2017 của chính phủ. Thì cái trường hợp mà anh không khắc phục, không chịu khắc phục mà cứ kéo dài để như thế thì buộc là phải ra cái cơ quan chính quyền ở ngay khu vực đó ra cái quyết định xử phạt hành chính. Trong cái trường hợp mà chủ đầu tư không chịu khắc phục hậu quả khi đã có biên bản kiểm tra rồi, cái chính quyền cái địa phương đó có quyền ra quyết định là cưỡng chế, bắt tháo dỡ và cưỡng chế, và mọi kinh phí mà tháo dỡ cưỡng chế gây cái hậu quả trong quá trình tháo dỡ đó thì hoàn toàn là cái chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu kéo dài thời gian không xử lý, kéo dài hàng chục năm không giải quyết xử lý vào, thì cái cơ quan mà kiểm tra mà là biên bản trước đấy phải chịu trách nhiệm đấy, phải chịu mọi cái hậu quả khi mà tổ chức khắc phục này khác, các kinh phí đó là cái đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Và thậm chí thiệt hại còn phải bồi thường cho cái chủ đầu tư đó nữa. Trong trường hợp để xảy ra nhiều vi phạm hay gọi là vi phạm hàng loạt trên cùng địa bàn thì trách nhiệm này thuộc về ai và việc xử lý sẽ tiến hành như thế nào? Trong cái trường hợp nhiều hộ gia đình xây dựng có giấy phép hoặc không có giấy phép, hoặc là có giấy phép mà vẫn xây dựng không đúng trong cái giấy phép quy định tại cái điều 13 và điều 6 của cái luật là xử lý vi phạm hành chính, và vi phạm tại khoản 2, khoản 4, khoản 6 quy định
tại Nghị định 139 của Bộ Xây dựng 2017. Trách nhiệm là hoàn toàn thuộc về cái cơ quan là quản lý nhà nước ở địa phương. Mà cụ thể là những người giúp việc cho các cơ quan quản lý địa phương là các cái đội quy tắc kiểm tra. Cuối cùng là các cơ quan quản lý ở địa phương đó là như chủ tịch ủy ban nhân phường, chủ tịch ủy ban nhân quận phải chịu trách nhiệm. Gần đây truyền hình Việt Nam nhận được đơn thư của ông Lê Văn Huy tại thành phố Hồ Chí Minh có nội dung: năm 2016, ông nhận chuyển nhượng nhà và được quận Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Đến tháng 12 năm 2020, ông nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm xây dựng sai phép và sau đó là quyết định cưỡng chế đối với hành vi tổ chức xây dựng sai phép đã xảy ra năm 2005 và 2015. Xin luật gia tư vấn đối với trường hợp này ạ. Trung tâm tư vấn pháp luật Viện Nhà nước Pháp luật cũng nhận được cái đơn như thế rồi. Qua nghiên cứu thì thấy này, cái quyết định 7758 ngày 1 tháng 12 năm 2020 và cái quyết định là cưỡng chế để tháo dỡ công trình bắt khắc phục cái hậu quả này thì cái quyết định là 992 ngày 15 tháng 3 năm 2021 đối với ông Huy là không đúng về cái mặt thủ tục ra cái văn bản này. Một cái chủ từ cái 2005 tháng 12 năm đã vi phạm xây dựng trái phép mà không xử lý, không xử phạt gì cả, vẫn công nhận cho hoàn thành là công trình và vẫn cho mua bán chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền đất. Rồi thì đặc biệt là cấp cái giấy quyền sở hữu nhà cửa và tài sản gắn liền với đất. Như thế thì tại cái điều 4 của cái nghị định 148 mới đây này, 18 tháng 12 năm 2020 thì rất là phù hợp. Ông Huy ngày 4 tháng 3 năm 2016 mua và được vận cấp giấy chứng nhận của chỗ đó, không có một cái chỗ nào là ông Huy vậy là mua rồi xong là phải đi hủy rồi là dỡ cái tầng nọ tầng kia công trình trái. Như vậy cái quyết định xử phạt về vi phạm chính là đúng, nhưng đối tượng để xử phạt là không đúng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn với Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Hộp thư truyền hình tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.